Ni mất họ. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục học bài bốn, tương ứng với bài sáu quyển một. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Mike là tên một bạn nước ngoài, dịch sang tiếng Trung âm hán Việt là mạch khắc. Mike cửa. 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 Mày cửa. Mike cửa. Mike cửa. Hãy thử nói Mike chào bạn. Mike,你好. Mike,你好. Bây giờ là cách nói từ hỏi. When, When. Âm Hán Việt là vấn. Mình hỏi bạn.

Quẩn Chiếng quẩn Chiếng Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ quý tính trong cụm quý tính đại xanh. Cách nói này thường dùng để hỏi họ tên một cách rất lịch sự. Quẩy xỉn Quẩy Quẩy Xỉn Xỉn Quay xin. Quay xin. Quý tính của bạn, nguyên văn là bạn quý tính. Nhi quay xin. Nhi quay xin. Quý tính của anh, dùng từ nín, dùng trong trường hợp chưa quen biết, rất lịch sự. Nín quay xỉnh nín quầy chỉnh xin hỏi quý tính của bạn thực tế cách nói này khi sử dụng thường có cảm giác khá xa cách vì thế nếu không phải trong trường hợp cần đặc biệt lịch sự trang trọng thì ít sử dụng bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói tên trương đông Trang tung, trang, trang tung, tung, trang tung, trang tung. Hãy nhắc lại tên Mike. Mike cửa, Mike. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói họ trong họ tên. Xin. Xin. Từ này vừa được học trong cụm quẩy xỉn. Họ trương. Xỉn trang. Xỉn trang. Họ vương. Xỉn hoáng. Xỉn hoáng. tôi họ trương. 我姓张。我姓张。Hãy nhắc lại. Xin hỏi quý tính của bạn. 请问你贵姓？请问你贵姓？tôi họ trương. 我姓张。 chỉnh trang bây giờ là cách hỏi tên thông thường trong tiếng Trung bạn tên là gì nguyên văn là bạn gọi cái gì tên đầu tiên là từ gọi chèo chèo cái gì sấm sấn sấn mơ mơ Sấm Hãy chú ý ở đây từ này khi đọc tách ra là sấn, mơ Nhưng khi đọc nhanh đọc thành sấm ơ Sấm Sấm Mơ Sấm Đây là cái gì? Đây là cái gì? 这是什么？How's he? 姓什么？姓什么？bây giờ là từ tên, âm hán việt là danh từ, 名字名名字字名字。名名

Bạn tên gì? Nguyên văn là bạn gọi cái gì tên? 你叫什么名字。你叫什么名字。sớm miếng sớm miếng Cách hỏi này có thể dùng ở hầu hết các trường hợp thông thường. Hãy nhắc lại, xin hỏi quý tính của bạn. 请问你贵姓？请问你贵姓？

我叫张东。我叫张东。Mình tên Mike。我叫麦克。我叫麦克。Hãy nhắc lại, xin hỏi quý tính của bạn. 请问你贵姓？ 请问你贵姓米浩清。我姓张。我姓张。Man 你叫什么名字你叫什么名字米淀清东。 Tung Trang Tung Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Học tiếng Anh. Học yên Anh. Thứ ba Anh. chi tiếng Một 三、四、五、六、六、星期天。 đi đâu vậy? Chị nào nữa? Không sao. Mấy quan gì? Đây là thầy giáo phương. Chị là Wang lão sư. Đây là Wang lão sư. Mời vào chính diện ngồi Dùa. cảm ơn chịa chịa. mời uống trà chính khơi trà Đứng khách sáo bố khởi chỉ công việc bận không Công việc bận không? Sức khỏe tốt không? Sức khỏe ma? Xin hỏi quý tính của bạn. Chính quân nỉ quầy xỉn. Trương Đông. Trang Tung. Tên là gì? 叫什么名字？好听。姓张。Mike。麦克。